Cái điều mà quan trọng ngày hôm nay đó, thì trong một cái bối cảnh mà cuộc chiến tranh mà Ukraine đang cần vũ khí để mà phản công, đặc biệt là cầm cự vào mùa đông, mà Pháp đó, với cái tình trạng kinh tế của Pháp đó, nó không đủ để mà yểm trợ đường dài. Khi lúc đó Pháp là một quốc gia lớn chứ không phải quốc gia nhỏ. Nên là quốc hội của Pháp đã đưa ra cái quyết định đó là tịch thu tài sản của Nga. Khi lúc đó cái số tài sản của Nga trên lãnh thổ của Pháp nó rất là nhiều, khoảng tầm 80 tỷ Mỹ Kim, chứ không phải là một số nhỏ. 80 tỷ Mỹ Kim và có thể đạt tới 100 tỷ Mỹ Kim nếu cái thống kê nó của Nguyên không được chính xác. Thì cái điều đó thì người ta mới nói bây giờ thôi. Chỉ có điều là mình yểm trợ Ukraine thì phải yểm trợ, nhưng mình không có tiền thì sao? Bây giờ mình quyết định bán tài sản của Nga, lấy tài sản của Nga, tịch thu tài sản của Nga, mua vũ khí cho Ukraine, gửi cho Ukraine. Và cuối cùng đất nước Pháp cũng đưa ra cái quyết định đó. Sau một thời gian rất là dài tranh cãi ở tại quốc hội, do dự tới, do dự lui, do dự xuôi, do dự ngược, thì phía bên Pháp cũng đã đưa cái quyết định chính thức là thực thi cái hành vi đó, là lấy tài sản của Nga yểm trợ cho Ukraine. Cái điều này nó cần thiết như vậy. Tới đây rồi mấy ông do dự, nguyên sở nhất là những cái người họ không có một cái suy nghĩ nhất trí, vì họ sợ cái lý do này lý do kia. Cái sự ban giao giữa Pháp và Nga nó không còn tốt đẹp nữa rồi. Giữa tình yêu giữa ông Macron và ông Putin nó đã chấm dứt từ lâu rồi, và bây giờ đó không thể nào quay trở lại hết. Và gần đây nhất thì vấn đề của ông trùm Telegram nó càng sản nứt hơn nữa. Thì bây giờ không có cái lý do gì mà tài sản của Nga mà không tịch thu, mà không biến nó thành tiền để mua vũ khí hết. Và cứ do dự như vậy nó chẳng có lợi cho cả bên nào. Và bây giờ thì cuộc chiến tranh nó cần phải có một cái giai đoạn kết thúc để cho Nga biết rằng Nga sẽ mất, không phải là mất trên chiến trường, còn mất tất cả tài sản họ đầu tư cả mấy chục năm ở nước ngoài. Và cái sai lầm của họ, họ muốn lấy lại những tài sản này, họ phải có những hành vi như thế nào. Thì cái điều này nó cần nên làm từ trong những ngày đầu. Nhưng bây giờ thì Pháp mới bắt đầu bước qua cái hành động thực thi. Thì cái bước đi này của Pháp nó đã dẫn đến cái sự phẫn nộ của phía bên Nga. Chắc chắn là vài ngày nữa mới sẽ công bố chính thức là tịch thu tài sản của Pháp ở tại Nga. Tất nhiên ít hay nhiều nó cũng có. Thì sẽ bị tịch thu để trả đũa được cái hành vi của Pháp đang tịch thu tài sản của Nga. Đây là tình hình khá là căng thẳng về vấn đề ngoại giao của hai quốc gia. Mà trong tương lai, Pháp là cái bước đi trước, những quốc gia khác cất bước đi sau. Chắc chắn sẽ là như vậy. Vì không ai có tiền mãi mãi được cung cấp cho Ukraine hết. Khi lúc đó có số tiền cả toàn cầu khoảng tầm 300 tỷ Mỹ Kim. 300 tỷ Mỹ Kim này sẽ nuôi Ukraine ít nhất được 2 năm trên chiến trường một cách thoải mái. Và dùng tiền của Nga để đánh Nga là một cái điều tuyệt vời. Tại sao không làm? Đúng không? Nên là bây giờ thì Nguyên rất là ủng hộ cái bước đi của đất nước Pháp ngày hôm nay với cái sự quyết đoán của họ để làm cái điều đó. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật một bản tin liên quan đến bầu cử của Mỹ. Một bản tin tình báo CIA của Mỹ đã công bố một cái điều lạ kỳ mà Nguyên khó hiểu. Các quý vị, gần đây thì chúng ta đều biết là ông Putin, ông đã có công bố rằng là ông ủng hộ bà Harry, phó tổng thống. Ông đã nêu lên là lý do ông ủng hộ, thứ nhất là thích cái nụ cười của bà. Bả là người thường xuyên cười, bả là người có năng lượng tích cực. Thứ hai là bả dễ nói chuyện hơn là Bắc Trump. Ba là đảng Dân Chủ lệnh trừng phạt cho Nga nó ít hơn cái thời Bắc Trump nhiều. Đó là ổng đã đem cái quan điểm của mình là ổng ủng hộ bà Harry. Cách đây không lâu, báo chí cả thế giới nó rầm rộ, cả báo Việt Nam cũng đưa một cách rầm rộ, và bây giờ nó vẫn đưa. Thì ngày hôm nay tại Mỹ, đặc biệt là phía bên tình báo của Mỹ, họ đã đưa một cái bản tin hoàn toàn ngược lại hết. Họ cho rằng là hiện bây giờ gián điệp của Nga, tình báo của Nga đang âm thầm giúp đỡ Bắc Trung chiến thắng cái cuộc chiến này bằng những vấn đề tinh vi, họ dùng những kỹ thuật số tinh vi, và cho rằng là tình báo FSB của Nga đang âm thầm giúp đỡ Bắc Trung chiến thắng cuộc chiến bầu cử. Ngộ không? Một mặt thì tổng thống của Nga đưa ra cái quan điểm của mình chính thức trên báo chí một cách rất là dữ dội, cả thế giới đang ngỡ ngàng. Khi lúc đó
bắt Trump có những lời ca ngợi rất là nhiều đến ông Putin. Thì ngày hôm nay, tình báo của Hoa Kỳ cho rằng là Nga đang tác động can thiệp. Nga bỏ tiền đầu tư và gián điệp tình báo để can thiệp và dùng những cái thủ đoạn tinh vi để thắng bầu cử này là sao? Nó mâu thuẫn quá. Vậy là Putin ủng hộ ai? Bây giờ CIA nó đưa cái bản tin như vậy, bây giờ tin ai bây giờ? Có nhiều khi Nguyên nói với các quý vị là chính trị Mỹ năm nay nó phức tạp. Nó phức tạp lắm. À, chính trị Mỹ năm nay nó khó là đoán được. Cho Nguyên nói thẳng một câu đó ha, là thế giới ngày hôm nay đó, chính trị của Mỹ ai cũng đang giật dây hết. Trung Quốc giật dây. Nguyên nói là những cái thế lực lớn nha, quốc gia nhỏ thì không nói gì, Việt Nam mình khỏi nói gì. Trung Quốc giật dây nè. À, Nhật Bản giật dây nè. Nam Hàn giật dây nè. Châu Âu giật dây nè. Đó, Nga giật dây. Ai cũng đang muốn đưa cái người tân tổng thống lên nó có lợi cho mình hết. Về vấn đề ngoại giao. Hiện bây giờ nó thực tế các quý vị là cái khối mù về âm mưu chính trị năm nay đó, nó đầy hết, nó đầy hết. Vì tại sao vậy? Vì cái tầm ảnh hưởng của thế giới nó quá lớn, Trung Đông cũng vậy. Cái tầm ảnh hưởng của thế giới nó quá lớn. Nó lớn quá lớn luôn. Và bây giờ không biết được đâu là thật, đâu là giả hết. Hiện bây giờ thì chúng ta cũng không hiểu được bây giờ là phía bên Nga họ ủng hộ cho ai. À, Trung Quốc ủng hộ cho ai. Đối với Nguyên á, nhìn thấy rất là rõ là Trung Quốc họ ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Vì đối với họ là bắt Trump lên không có lợi cho họ. Đó là cái về cái mặt của Nguyên vì nhìn Trung Quốc rất là rõ. Rất là rõ. Còn về Nga thì khó đoán. Nga thì khó đoán. Bởi vì cái chính quyền của Joe Biden đó, là cái chính quyền hiện bây giờ đó, yểm trợ Ukraine rất là nhiều. Khi lúc đó cái quan điểm của bắt Trump á, về vấn đề ủng hộ Ukraine nó giảm bớt. Nên cũng rất là khó đoán. Nhưng đối với Trung Quốc thì là ủng hộ đảng Dân Chủ. Đó là 100. Mà nếu Trung Quốc ủng hộ đảng Dân Chủ, mà thí dụ như Nga ủng hộ đảng Cộng Hòa, phải chăng Trung Quốc và Nga đã có mâu thuẫn? Đúng không? Thấy phức tạp không? Vì cái quyền lợi của Trung Quốc họ muốn đặt hàng đầu, mà khi lúc đó Nga là cái quốc gia đang lệ thuộc về kinh tế của họ. Mà Nga ủng hộ một cái đảng khác làm cho Trung Quốc bị thiệt hại, họ có đồng ý đâu. Làm sao họ đồng ý được? Ê, tao giúp đỡ mày. Tao đã giúp đỡ mày, tao đang nuôi mày ăn mà. Mày đi ngược lại, mày chống đối tao sao? Mày đi ủng hộ thằng đó lên, nó phá hoại tao sao? Không có được. Nên là mình nhìn về cái bề mặt chính trị ngày hôm nay nó phức tạp quá nhiều. Nó nhiều đến mức độ mà Nguyên ngồi mà Nguyên nó đừng có suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều nữa. Nó xói tóc, nó rụng đầu. Theo cái nhìn của mọi người đó là Nga là ủng hộ bắt Trump nhiều hơn theo cái nhìn đó. Vì bắt Trump không có cái dấu hiệu ủng hộ Ukraine là một. Cũng chưa bao giờ nói xấu Putin hết, ghét bỏ Putin hết. Đó. Theo cái nhìn của nhiều người là như vậy. Nhưng khi lúc đó lại thiệt hại đến Trung Quốc, nếu bắt Trump lên thì Trung Quốc đâu có đồng ý. Còn chưa nói vấn đề của ông Trung Đông. Các quý vị cũng thấy là tình trạng của Trung Đông ngày hôm nay nó đang vẫn là một trái bom hàng ngầm. Nó có thể bùng phát, xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Và cái sự đặc biệt là bắt Trump lên là Trung Đông họ sợ lắm. Họ sợ bắt Trump lên lắm. Trung Đông họ thà chấp nhận đảng Dân Chủ lên với chính quyền Joe Biden. Nhưng họ không muốn bắt Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc. Khi lúc đó Nguyên nói Trung Đông ở đây là nguyên một cái khối lớn nha. Trong đó nó có Qatar, Arabic Saudi, nó có Thổ Nhĩ Kỳ, nó có Nguyên nói Trung Đông châu Phi khu vực đó. Những cái quốc gia đó, nó không muốn bắt Trump lên. Đó. Nên là hiện bây giờ Nguyên nói là một cái đường máy chính trị cực kỳ là phức tạp. Khi lúc đó Trung Đông cũng là đồng minh với Nga. Vậy thì Nga như thế nào? Nga như thế nào các quý vị? Nga như thế nào? Với là bây giờ Nguyên cũng không biết là bây giờ là Putin đang ủng hộ ai nữa, thật luôn á. Bây giờ nếu Putin ủng hộ bắt Trump cũng khó vì Trung Quốc sẽ không đồng ý và Trung Đông sẽ không đồng ý. Đó. Còn riêng về ông châu Âu thì khỏi nói, mấy ông châu Âu không ủng hộ bắt Trump. Nha. Mấy ông châu Âu phần lớn không ủng hộ bắt Trump. Phần lớn không ủng hộ bắt Trump. Không ủng hộ bắt Trump.
cái lý do mà không muốn bắt Trump thì nó dễ lắm. Trong cái nguyên nhân và lý do tại vì bắt Trump á, cái đường lối chính trị của bác á là đặt cái lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Lợi ích của đất nước Mỹ ưu tiên nhất, chuyện khác tôi không cần biết, tôi chỉ biết nước Mỹ thôi. Người Mỹ thì khoái lắm. Người Mỹ mà người Mỹ người ta kêu là người ta thích truyền thống đó, người ta khoái bắt Trump là vậy. Vì bác là tổng thống của Mỹ, bác lo dân Mỹ là đủ rồi. Đó. Thì đó là cái đường lối. Thí dụ gần đây nhất cái bài phát biểu của bác Trump rất là mãnh liệt mà đã làm cho người ta dấy lên một sự lo lắng, mà đối với nguyên đó là đây không phải là cái vấn đề khôn khéo. Thì bác Trump bác mới vừa phát biểu gần đây á, bác nói rằng là nếu mà ai mà tẩy chay tiền Mỹ đó, không sử dụng tiền Mỹ để mà buôn bán đó mà tẩy chay đó, thì ổng sẽ đánh thuế 100%. Hàng quá mà vô Hoa Kỳ đóng thuế 100%. Thì các quý vị cũng biết là gần đây nó có nhiều đồng tiền nó được lan tỏa ra, trong đó nó có tiền điện tử, tiền của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, và người ta đang muốn thay thế cạnh tranh với Mỹ. À, thí dụ cái tổ chức BRICS sắp sửa nó mở ra nè, và đang nó đưa ra một cái đồng tiền mới, liên minh của đồng tiền mới giống như liên minh châu Âu, để thay thế cái đồng tiền của Mỹ mà không bị, vì các vị là sử dụng đồng tiền của Mỹ thì các quý vị lệ thuộc vận chuyển tiền quá người Mỹ sẽ có lợi. Nên là bắt Trump nói bây giờ trong tương lai mà nước nào mà tẩy chay đồng tiền của Mỹ, đơn giản lắm, tao đánh thuế 100%. Khi lúc đó có nhiều quốc gia đang không muốn sử dụng đồng tiền đô la nữa, trong đó có Nga, có Trung Quốc, nhiều quốc gia khác, nhiều lắm, nhiều quốc gia Nam Mỹ, Ấn Độ, nhiều quốc gia lắm, họ không muốn lệ thuộc đồng tiền đô la nữa hay đồng tiền euro nữa, và họ muốn thành lập ra một cái đồng tiền mới trao đổi cạnh tranh. Thì bắt Trump nó nói với tụi bay mà tẩy chay tiền Mỹ là từ nay sắp tới hàng hóa nhập vô Mỹ là 100% hết. 100%. Em ơi, chiều nay 100%. Em ơi, chiều nay chúng ta hết tiền rồi đó. Thì cái lời phát biểu của bắt Trump á, bắt nói là quyền lợi cho người Mỹ, để cho cái sự tác động và ngoại giao của Mỹ, đồng tiền đô la nó vẫn có một cái tầm giá trị. Mỹ có lợi, người Mỹ thì khoái lắm, người Mỹ thì hoan nghênh vỗ tay bắt Trump hay quá. Nhưng ngược lại những người mà họ có xu hướng cạnh tranh, họ đâu có ủng hộ cái điều đó. Trung Quốc là họ ghét ngay lập tức. Nên là cái bài phát biểu của bác Trump nó có cái tác động lợi cho người Mỹ, nhưng có tác động ngoại giao rất là xấu. Nên lý do tại sao mà các quý vị thấy là những cái quốc gia đó, có nhiều quốc gia họ không thích bác Trump quay trở lại tổng thống này vậy. Vì khi bác Trump trở thành tổng thống thì ban giao ngoại giao với Mỹ khó hơn nhiều, năn nỉ xin xỏ Mỹ khó hơn. Vì bác Trump là mẫu người chơi sòng phẳng nha, 50-50 chia đều nha bạn Hiền, ăn nhậu nhậu nha, nhưng mà chia đều nha, tao là đại ca, tao giàu, tao không có bao. Ăn đồng chia đều, mày rủ tao đi nhậu thì tao với mày nhậu, nhưng mày nhậu xong là nhiêu quá đơn chia đều, chứ mày đừng nghĩ tao nhà giàu, tao nhà lầu, thôi mày bao cho tao đi, không có bao ung gì chứ. Bắt Trump bắt chơi sòng phẳng, bắt chơi nhưng mà sòng phẳng, bắt không có chơi tình nghĩa. Bác không có chơi tình nghĩa, bác Trump là bác không có chơi tình nghĩa. Nên là các quý vị nào mà bạn bè chơi tình nghĩa, còn bạn bè chơi sòng phẳng nó khác nhau là chỗ đó. Tình nghĩa là mày khó khăn tao giúp đỡ, đúng không? Mày nghèo tao giúp đỡ mày, đó, tao nâng đỡ mày lên, đó, vượt qua quãng này. Còn bác Trump không, không, mày nghèo chị, mày thích ăn nhậu thì vô đây làm ăn, không có ưu đãi gì chứ. Nên là cái điều của nhiều quốc gia họ không thích cái đường lối mang giao kiểu các bác Trump quá quyết đoán và không có co giãn. Đối với bác Trump á, nếu mà giúp đỡ quá nhiều chủ quốc gia khác thì có hại chủ quốc gia của Hoa Kỳ. Ông đặt cái tầm cỡ của Hoa Kỳ lên hàng đầu. Nên là vấn đề bầu cử của năm nay, Nguyên nói thế lực, nhiều thế lực đang giật dây chính trị một cách dữ dội, rất là dữ dội. Ngoài cái thế lực giật dây chính trị một cách dữ dội ra thì nó có một cái vấn đề khác ở tại Trung Đông. Đây cũng là bản tin cuối cùng của diễn đàn của ngày hôm nay để chia sẻ cùng các quý vị. Các quý vị biết là Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đã là thấy rõ được là Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu muốn đưa ra một cái âm mưu, đó là muốn thành lập một cái liên minh Hồi giáo để chống lại phía bên Do Thái. Nhưng thực tế thì không phải là chống lại Do Thái không, thì các quý vị cũng biết là ai cũng muốn có một cái ước mơ cả cuộc đời mà. Ai cũng muốn mình đích cái khu vực của mình trở thành cường quốc, cường mạnh. Và Trung Đông là cái khu vực
nhiều người dân Hồi giáo nhất và có nhiều quốc gia rất là giàu, trong đó có Qatar, Arab Saudi và nhiều quốc gia khác nhiều lắm, Ả Rập Thống Nhất rồi vân vân, Quebec, rồi nhiều cái quốc gia họ cực kỳ là giàu, nhưng mà họ thiếu cái sự đoàn kết. Tuy rằng họ có một cái đạo giáo giống nhau, đó là đạo Hồi giáo, và chữ viết của họ nó lai lai, rồi tiếng nói họ cũng có lai lai, nhưng họ chưa bao giờ đoàn kết hết. Và hiện bây giờ thì cái ước mơ của rất là nhiều đời những nhà lãnh tụ ở tại Trung Đông vừa qua đã có nhiều đời rồi đó, họ muốn thống nhất lại trở thành một cái khối cực lớn, cũng giống như Liên minh châu Âu vậy. Họ muốn thống nhất lại trở thành một cái nhóm tổ chức có cái tầm cỡ lớn để mà đối đầu với những cái thế lực lớn. Và muốn làm điều đó họ phải cần có một cái kẻ thù chung. Cái gì cũng vậy, phải có một kẻ thù chung. Và họ đem cái kẻ thù chung bây giờ đó là Do Thái. Nên là ông Erdogan ngày hôm nay ông kêu gọi một cái sự liên minh Hồi giáo đoàn kết lẫn nhau, tạo ra một cái khối liên minh. Và cái điều đó trong khi nói thật đó, ông không có gì sai hết với cái lập trường của những người ở khu vực đó, với cái suy nghĩ ông. Nhưng mà thế giới không bao giờ cho ông thực thi, vì thế giới con người là sự cạnh tranh. Trong khi nói thế giới bây giờ nó có tổng cộng, bây giờ mình cho là hiện bây giờ là ba thế lực lớn. Nga thì bỏ đi, Nga không còn tồn tại, ngày xưa là 4: Mỹ, Trung Quốc, châu Âu. Ngày xưa là có Nga, Nga là nằm trong một cái thế lực thứ tư mà cạnh tranh với cái vị trí, mình kêu là vị trí lãnh đạo của thế giới. Và bây giờ thì Nga đang sụp đổ, Nga đang không còn đủ tầm cỡ để mà cạnh tranh, chỉ còn Trung Quốc, châu Âu và thôi. Và bây giờ nếu Trung Đông lại lớn mạnh thì người ta sẽ không bao giờ đồng ý cái điều đó đâu. Cái lý do thì từ đó tới giờ ai cũng đang sợ vấn đề Trung Đông đoàn kết. Nguyên nói tất cả các quý vị ai cũng sợ cái điều đó. Một ngày mà Trung Đông đoàn kết nó mệt lắm, nó mệt lắm. Nó là hiện bây giờ cái đường lối của ông Thổ Nhĩ Kỳ với cái đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển mạnh liệt. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong đồng minh của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt cá với Nga và bắt cá với Trung Quốc. Và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng là đây là cái giai đoạn Thổ Nhĩ Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ, mãnh liệt về kinh tế cả luôn quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ muốn gom tất cả những lực lượng dưới tướng của mình để tạo ra cái khối và để chứng minh là mình là nhà lãnh tụ ở tại khu vực này. Thì cái điều này Thổ Nhĩ Kỳ không thực thi được. Tạm thời bây giờ Mỹ cũng không đồng ý và Trung Quốc cũng không đồng ý và nhiều quốc gia khác không đồng ý. Họ muốn tạo ra cái khủng hoảng ở tại Trung Đông, chia rẽ để làm gì? Họ dễ dịch dây chính trị. Họ sợ nhất là Trung Đông đoàn kết. Mà Trung Đông chính bản thân của họ cũng khó đoàn kết vì đất nước của họ cũng thù hận liên miên. Nên là cái vấn đề không có Do Thái thì chính bản thân của họ nguyên nghĩ cũng sẽ không đoàn kết. Nhưng mà đây là cái ước mơ của ông Thổ Nhĩ Kỳ, của ông Erdogan. Mà ai cũng có quyền có ước mơ mà. Cái điều đó thì mới nói là ai cũng có quyền ước mơ, ai cũng muốn làm chúa tể thiên hạ hết, ai cũng muốn làm cái quốc gia cường mạnh của thế giới cả, ai cũng có những cái ước mơ bành trướng cả. Và cái ước mơ của ông Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nó đã, cái suy tưởng của ông Thổ Nhĩ Kỳ là quay trở lại cái thời huy hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ đã có những thời huy hoàng, các thứ vậy nha, từng là những quốc gia đứng hàng đầu của thế giới trong quá khứ của lịch sử. Nên bây giờ cái ước mơ của người Thổ Nhĩ Kỳ hay là ước mơ riêng biệt với ông Erdogan cũng tương tự như vậy. Nên là cái âm mưu của ông Erdogan đã bắt đầu bộc lộ một cách rõ nét và cả thế giới bây giờ cũng đang xem xét và đang lo lắng cái điều này trong những năm kế tiếp. Khi lúc đó Nga đang tụt dốc thì Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn thay thế cái vị trí. Đây là bản tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn lắng nghe thời sự ngày hôm nay rất là nhiều. Bữa nay bản tin tuy rằng nó không nhiều nhưng không có đưa tin nhiều, mà Nguyên nhấn mạnh và nhiều bản tin nhiều hơn và phân tích nhiều hơn cho các quý vị. Và Nguyên thấy tin bữa nay nó cực kỳ là hay, từ tin Việt Nam đến tin Pháp, tin Mỹ, tin Thổ Nhĩ Kỳ và cái tin tránh trị tổng quát cả toàn cầu, để chúng ta nhìn thấy được một cái bức tranh ngày hôm nay. Ngoài vấn đề quân sự chiến tranh khắp nơi thì còn vấn đề nội bộ chính trị nó cực kỳ là phức tạp. Nó phức tạp, nhức đầu ơi là nhức đầu luôn, vô cùng là phức tạp. Và Nguyên cũng cầu mong là cái bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 này nó suôn sẻ. Nguyên cầu mong cái điều đó. Nguyên cầu mong là cái cơn bão của Việt Nam nó sẽ giảm bớt đi và người dân Việt Nam chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường. Nguyên cầu mong cho là cái tâm thơ của cái bác Đinh Bình này đó
có thể tác động đến nhiều mấy ông chính trị Việt Nam và suy nghĩ lại